không khí sôi nổi và tinh thần máu lửa đang tràn ngập tại GA Hà Nội 8. Với vai trò là chủ tịch câu lạc bộ MVP văn phòng Hà Nội 8, với tinh thần là người đầu tàu, tháng 5 năm 2021 tôi đã đạt danh hiệu MVP 2022. Tôi cam kết tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ huấn luyện, đào tạo, quản lý giám sát các hoạt động để có kết quả tốt nhất. Từ khi có câu lạc bộ MVP thì chúng tôi có những chương trình, có những nội dung họp chuyên biệt dành riêng cho các MVP. Các thành viên MDRT đến từ nhiều ban nhóm khác nhau và chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, động viên, hỗ trợ lẫn nhau. Điều tuyệt vời nhất là từ khi có câu lạc bộ MDRT thì chúng tôi đã hoạt động có quy trình chuẩn hơn và có người giám sát chặt chẽ để kết quả của chúng tôi được tốt hơn. Từ khi mà câu lạc bộ MDRT được thành lập thì mọi thành viên trong GA Hà Nội 8 được trở nên gắn kết hơn và những chú ong chăm chỉ trong câu lạc bộ MDRT thì đã luôn bền bỉ cùng nhau, động viên nhau rất là nhiều để mang lại nhiều mật ngọt hơn nữa trong thời gian tới. MDRT là danh hiệu cao quý mà tất cả chuyên viên tư vấn tài chính đều hướng đến. Câu lạc bộ MDRT ra đời chính là chiến lược trọng tâm của GA Hà Nội 8, cho thấy sự đầu tư bài bản, tâm huyết và chuyên nghiệp của chúng tôi dành cho từng thành viên MDRT. Chúng tôi sẽ đào tạo ra những MDRT xứng tầm làm nên những thành tích vượt trội, giúp văn phòng Hà Nội 8 phát triển bền vững trong tương lai. Chúng ta là MDRT. Chúng ta là MDRT. Chúng ta là MDRT.